Đâu có tên nền tảng nào khác để mình like đâu. Wanimo rồi, Wanimo phải có lương cái này đi làm thôi. Cực đó. Đi làm Wanimo quên phải like ngày bao nhiêu tí mình đó là kéo kéo người qua khó lắm mấy em. Đi mua rồi mấy em phải gia nhập công ty thì mấy công ty nó chạy nó bút view lên cho mình thì mới được mấy em. Cái còn đi mua mà mấy em không vô công ty thì khó lắm. Cô giáo nhìn ngon thế nhỉ. Anh xin về đi. Rồi ngồi coi giấy. Coi intro bữa chưa coi intro. Để đêm qua thằng Tiên nó chịu không nổi nó cũng vô nó mua game nó chơi mà. Đồ. Nó chơi xong nó chỉ tim luôn mà. Tôi đánh gì chả hay với anh em, tôi chơi gì cũng hay, nó trừ cái bắn súng đó thôi. Rồi. Bữa mình chơi ngày hôm qua mình chơi tới chương 2, xong chương 2 đúng không? Quay rồi, xong chương 2, đi chương 3. Chơi chương 3, rồi ok. Ôi, vậy sao vô, thấy bộ hầu gái thấy đã chứ ta. Rồi, đầu tiên luôn. Bé sở yến xuyên dạy, găng thay đều chỉnh qua. Mẹ sao nãy anh thấy con này mặc cái bộ đồ hầu gái đúng không rồi? Chị ở trên trường chị ngon lắm, chị vô chị kêu người ta là biến thái xong rồi chị đi mặc đồ hầu gái đúng không? Tôi nghi lắm, tôi thấy mặc bộ đồ hầu gái là tôi thấy nghi lắm. Mấy trong bộ anime của Nhật Bản cũng thấy mấy cảnh này lắm, mấy em gì là hội trưởng chữ thập đỏ trong trường đồ cái kiểu xong rồi đi làm cà phê men đồ cái kiểu nhiều lắm, lấy cốt truyện bên Nhật Bản đúng không? Chính xác là như vậy anh ơi. Trời ơi, bên Nhật anh đâu. Ôi, bị tóc giả nhìn đẹp thế nha. Với sắc anh mua bộ này quá anh ơi. Bộ tóc giả nhìn đẹp thế. Giả đắt lắm vậy. Không nhưng mà đẹp nha, nhìn ông đội đồ tóc giả vô nhìn đẹp nha. Anh xin em mới cho em đỡ bị delay. À quên. Hey, bị mấy giang hồ đúng không? À, cảnh này anh coi trên YouTube rồi. Cảnh này anh coi trên YouTube rồi. Má nhìn này sao giống anh Vĩnh như là. Má nhìn lên này giống anh Vĩnh mấy cứ. À, chị đại tao giúp nè. Đây rồi. Kawasaki à. Mày nghe mày ơi, chị. Chị giống như cặp bún. Ừ. Chị xạo phải, mày chị dắt cái xe này không chị đã muốn chết rồi, chị đồ chạy. Mẹ người chị như cái tâm á. Đoạn này anh coi ở trên YouTube. Nhá đoạn này ngầu quá. Chị này chỉ là đóng vai tomboy à. Quay ra. Nikita sao? Nikita. Lên xe. Rồi bảo đảm luôn chút nữa sẽ gói phân đoạn là thằng này lên xe nó cho chọn là ôm ngực, ôm eo hay là ôm đít. Bảo đảm luôn kiểu nào cũng có, chắc chắn 100% luôn. Kiểu nào sẽ có combo là ôm ba số đo đó. Đó, tôi nói mà, đó. Không. Rồi anh ơi. Cái bên trái là cẩn thận và nhẹ nhàng là đặt tay nhẹ eo em ấy. Hay ở giữa là em rất là tỏ ra hơi ngại và không đặt lên eo em ấy và cái cuối cùng là không bám em ấy luôn. Không phải bám phải nhẹ nhàng ấy với ôm yêu vô nhẹ nhàng chứ. Không mà thằng này thì nó làm nguyên tác thì nó làm người ta quay nhiều góc khác nhau quay ôm vô người ta ôm hết vòng eo luôn nhìn nó bóp vai mấy cái độ bóp vai ôm eo gì á. Ôi mẹ mũ này mũ ninja luôn em ơi, mẹ cái mũ này mấy chục củ. Ôi cái mũ đó 15 củ, nhớ là như bữa anh coi 15 củ hay sao á. Đại học
还没问你是林凡，你有女朋友吗？啊，算了，有也没关系，今天开始你就是我男朋友了。你tự nhiên vô hôm nay tự nhiên trở thành bạn trai của tôi, đủ quá phát chu chưa gì nhanh vậy. Ngoài đời mà anh gặp mấy ca này á, múc nhanh. Tôi coi nó vậy đó anh em. Múc nhanh, múc nhanh. Ngoài đời mà gặp mấy ca này là múc nhanh rồi, xong rồi Selena tới rồi. Rồi học trưởng tới.事出有因，你听我解释啊。屋里有人？不不不。他是谁？他是我学姐白小媛。李白。潇潇。林凡。姓潇潇。校规有规定，不能跟这种不三不四的人鬼混。Vì trường có quy định gì nữa chị? Chị hay quy định quá. Mẹ kịch bản này quen quá. Chị cứ quy định hoài à. Đây là bạn gái mới đúng không? Bên trái là anh nhận thế là bạn em mới, bên phải là không là gì cả, còn cái ở giữa là hình như là thú nhận là chị ấy cứu anh này khỏi mấy thằng côn đồ kia. Đây đây ở giữa là hắn cứu cô à. Lin Fan, tôi không quan tâm với anh quan hệ. Tự nhiên là tôi không quan tâm bạn làm cái gì, tự nhiên người ta làm cái gì kệ người ta, mấy chút nữa tao nói tao bắt bài nè. Gì đây? Rồi anh ơi, còn cái chị hội trưởng thì chị bắt thằng này đi phát tờ rơi tiếp. Còn chị ở chị bên trái thì chị bảo là không cần để đi phát nữa. Kệ chị ấy. Yêu anh thì anh đi không cần. Chị làm gì kệ chị, em lại không ưa chị, em khó chịu chị rồi đó. Chị khó chịu. Mới chị khó chịu. Nó chỉ khó chịu, cố ánh, làm gì, đúng. Mà tao nói cái kịch bản này giống cái bộ phim gì ngày xưa anh coi bên có HTV3 nó chiếu á, Tình yêu tuổi đôi mươi á. Giống Lee Ốc Linh lại Chu A Mương ngày xưa á. Chị hỏi là vì sao mà hội trưởng lại bắt thằng ấy đi phát tờ rơi. Thì cái bên trái là thú nhận, còn cái bên phải là giả ngu để đổi chủ đề. À, giả ngu để đổi chủ đề, chắc chắn luôn. Dạ, mấy gì mà, ý đạo ngu. Nà, mì xì hoan thà mà. Thà, chứa đưa bù khả nhiên hỏi có thích chị không? Chắc chắn là thích rồi, trong đây ai sẽ thích. Trí chứa. Không, nhưng mà anh thích chiếc xe của bà này hơn bà này. Mình thiên sư trông mộ, mì bình sang khờ. Anh ơi, anh yêu bà này, anh có cả cái xe luôn. Đúng rồi. Rằng nán rần, càng sàng nán rần. Không em, nhưng mà cô y tá này, cô y tá là Selena vẫn là y được biết. Không sao nhờ. Quý, chị này là chị em họ của chị y tá mà. À, em họ của chị y tá luôn à. Ờ, đi tới phòng tập gym rồi. Vậy thằng kia tập cái gì vậy? Má không, tao nói thiệt chứ, không có thằng nào đẩy chân mà đẩy, không có thằng nào tập chân mà tướng nó như gì mà đẩy ba cái bánh tạ với mày. Tao thiệt với mày luôn, mày ra phòng gym không có thằng nào tập chân mà tướng nó như gì mà đẩy ba cái bánh tạ vậy đó. Cái bánh này 5, cái bánh này 15, cái bánh này cùng lắm là 20 thôi. Trời ơi, trời ủng. Má phải đẩy hai bên 50. Đại sư tỷ. Nhìn tướng chút ép rồi ha. Không không, chọn một thôi mấy em ơi. À không, anh mở hết tất cả thì anh sẽ được chọn cái kết Harry mấy. À mở hết tất cả luôn. Mở anh một cái đâu. Mở hết tất cả. Nhưng mà bây giờ tôi đến thì anh vẫn phải đánh tôi. Có vẻ như không đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Nói nhiều quá vô đây. Uầy mẹ, nách không có tì vết luôn rồi. Nhưng mà em này không có xương xanh nha. Y chang luôn, tổ y chang mấy bộ mà sói ca, sói cỡ, sói cỡ bên Trung Quốc luôn mà. Nhào hết vô đây, gặp anh lên kêu nhào hết vô đây. Đẹp ha, mặt không tì vết luôn rồi, đám này bây giờ là nhường đúng không? Chắc chắn bởi vì cũng phải cho nhường à. Quất, quất, quất cái gì? Quay rồi.
Cái này gọi là MMA đúng không? MMA hay là boxing? Ok, boxing MMA chứ đúng đi. không? Boxing à? Ủa boxing mà sao sàn này? Anh tưởng đâu Em không biết, em MMA có chứ. xem một ngày đâu. Cái này là Em kể là MMA boxing chứ. nhé. Không, boxing nó khác, cái này là MMA á. Ôi, đấm, ôi ôm, bóp. Trời ơi, đỡ, 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 đỡ. Đúng rồi, là em đây ạ. Cái này là MMA. Ông chưa chưa tới Selena với anh em, mấy cốt chuyện mới từ từ. Lão đại à. Không, mình phải lựa chọn trước mấy anh em. Chơi được đầu mình phải lựa chọn trước. 不试试看，我会担心啊。担心什么？担心你会被我爸介绍的相亲对象打死。Lo lắng gì? Đánh tả sao được, chết bạn rồi. 气息还很差，等他知道你是我男朋友，事传开了，他肯定会去找你的。这种非常重要的信息，你应该在打我之前就告诉他。Tự nhiên cái hiện ta bạn trai xong rồi sợ bị đánh chết, tụ gặp thằng nào tao đơm thằng đó luôn á. Viên hồn bọc dao bọc súng trong người không có sợ hết. Ồ mày cái này đẹp vậy ta. Cái gì chị chờ trước cửa luôn vậy? À đi chung về. Chị nhờ phòng vệ sinh kìa. Ủa anh thích con gái mặc đồ gì ghê lắm nha. Nhìn nó chỉ chung rồi xong luôn. Nó sẽ từ chối luôn vậy, nó lại nói cho mình chọn vậy ta. À xong. Không, cái biểu cảm của con tóc tím lúc nào cũng kiểu vậy nha. Cô này là ai? Diệp Phen. Nita xin chào. Anh là Lính. 林凡，这也太敷衍了吧！是啊，林凡，难道我们想了解的只是对方的名字吗？ Cái bên trái là đánh 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 trúng lại nhá, còn cái bên phải là bảo chúng nó tự tự hỏi nhau. À, đánh trúng lại đi, nghĩa để tự hỏi nhau hai con đơm nhau. Hai con đơm nhau. Khó chịu, nhìn em này mặt giận nhìn dễ thương nha. Đúng rồi ơi. Bảo sao em Tú không mê sao được. Không nhưng mà đêm về qua đi thằng Tiền được. nó, đêm qua thằng Tiền nó chơi nó vẫn chọn Selena nha. Đậu. Ủa sao cho mấy anh em vote Okay. à? Má Chỗ cái mốt đùi. có sao chúng ta xem ra nha. Trời ơi em ơi cái đùi gì mà không ngon thì thôi á. Tao nói chọn con này chỉ có cái bắp đùi thôi. Cái bắp đùi này nó ngon quá tao nói. Nó nuột em nhìn cái bắp đùi người ta nè, anh phân tích nè, nhìn cái bắp đùi đúng không, là có to có nhỏ nha, là nhìn cái dòng eo nè xuống nè, có to có nhỏ đúng không, cái đùi nó thon đúng không, còn bên đây nó bự đều đúng không, đâu có đều đâu, nó đẹp biểu sao không mê sao được, nhìn đùi gì không mê được. Mấy cái thằng chọn xe ra là mắt thẩm mỹ hơi kém. Tại vì là Selena là anh chưa coi phần dưới, nếu anh mà coi được phần dưới trước biết trước anh cũng chọn tóc tím rồi. Đúng không? Nhưng mà phần trên của Selena ngon em ơi. Thì đến giờ về nhưng mà không ai chịu về thì bây giờ anh có ba lựa chọn. Thì bên trái là bạn tóc tím này sẽ được ở lại, bên phải là bạn này sẽ ở lại. Còn cái ở giữa là mình đi về luôn, là mình đi đi ra khỏi phòng luôn. Tốt nhất là anh nên nên đi ra khỏi phòng. Bây giờ nên đi ra khỏi phòng mình đâu có chọn hai chị nào đâu nên cốt truyện mình không có tăng mình tập trung vô Selena mà. Đúng rồi nha. Nhưng mà đang một chiều hướng rồi, bây giờ là đang muốn coi thử là chị này, chị mới này thử nếu như chọn chị này thì sẽ như thế nào. Lạnh lùng. Đúng rồi, đuổi bà đi á, đúng rồi. Về với con Tú đi. Ở đây có con Tú mê bà thôi. Về với con Tú đi. Luôn chào đó anh ơi. Nào xong hai con về luôn, đủ. Ở chơi vậy được không chị? Tưởng nó ở lại làm đêm mặn nồng chứ. Ôi mẹ ký túc xá nhìn đã nhỉ. Rồi xong rồi. Lại bị hội trưởng đơm nữa rồi. Đúng rồi nha.
Chắc luôn. Ồ, ngày qua không đi phát tờ rơi chắc chắn bị hội trưởng đơm nữa rồi. Chạy đâu cho thoát. Lin Phán. Sư giáo hảo. Vì sao mà không hồi WeChat, không接 điện thoại? Tôi hôm nay không mang điện thoại. Là thế à? Chị hội trưởng này 100% người tốt mấy không? Người tốt anh ơi. Người tốt, người tốt. Xế đi, hôm điện thoại giảng là Xế đi, hôm nay không接 à? Xế đi, hào chẳng thêm đi trào biên à? Ôi mẹ, hai khuế miệng có hai cái hột gạo luôn. Đầu cái là cái bên chị phải ơi là... em xin lỗi. Cái bên phải là xin lỗi, còn cái bên trái là chửi chĩa luôn. Chửi chĩa luôn. Thôi xin lỗi, xin lỗi đi. Game này game gì thế để em mua? Tú ơi, gửi game cho bạn để bạn mua gì Tú. Gửi tên game cho bạn để em lên Steam bạn mua gì Tú. Anh đang màn hình anh không tap ra được. Chết rồi, chết rồi. Rồi, xong luôn rồi, xong chị tao nói mà. Tao nói có sai đâu, tao nói có sai đâu, dòm nè, tao nói mà, tao nói kịch bản y như cái bộ phim Nhật luôn. Cái bộ phim là tình đầu tuổi gì, thanh xuân gì, tình đầu tuổi 20 á, cũng giống y chang luôn, có một con hội trưởng với cái thằng kia nó yêu nhau mà xong cái đó con hội trưởng lúc nào cũng khó tính đó đó. Xong rồi cuối cùng phát hiện ra con này là làm ở cà phê men á, trong quán cà phê men kiểm trà đó, nhìn nhiều kịch bản lắm. Cô bên Nhật là có anime bên Nhật á, là rất nhiều cái bộ school girl là đều là một kịch bản như thế này. Một là đi làm rugby hay là ở tiệm bar hay là làm cà phê men không à. Đó, miếu. Em biết không, nếu mà bên Nhật á, bên Nhật mà làm cái này á, em biết cái bên Nhật á, nếu mà Nhật mà làm cái này, cái từ cuối nó là từ gì không? Chủ nhân à, đúng không? Không. Em gà vãi, cũng đó là lý do tại sao mày chơi mấy game này mày gà vãi luôn. Cái từ cuối của nó là từ na, là cái từ meo. Nếu như mà nó là thú á, thì nó sẽ là meo. Còn men á, sẽ là từ na, nờ da đó. Nó thêm một cái từ đó vô lúc nào khi mà kết thúc câu này, cái từ đó hết á. À, em biết rồi, em biết rồi. Mẹ, ổng gà, gì gì, cu em tóc tím á. Thật thì chơi game kiểu sao chán nó ghê luôn á. Chị tóc tím mà chị ấy dễ cua nhất này, là chị ấy trong tháng. Em quen nằm tóc rồi, sao em biết được? Đây là chị bảo là chọn ra cô hầu gái để phục vụ anh hôm nay. Hình như map này có chọn sách chọn ẩn gì em đây không? Có ẩn gì em đây không? Có nhá. Có một cái ý dẫn hôm nay không? Để anh chọn trước Tú. Hay là chỉ coi thôi, nó có sẵn rồi chỉ coi thôi. Hoài mày cái em này đẹp nha. Trời ơi cái em này đẹp nha. Em bên này đẹp nha. Ủa sao không ai có tim với chị này hết vậy? Nhớ là tranh ai đi anh ạ. Ai hết đấy. À. Rồi sao nữa, continue đi. Cháu chọn vật phẩm ẩn gì hôm nay không? À đây bộ hầu gái đây. Wow. Má mấy bộ này đi thuê ngồi đời là 400 mấy 500 á. Cái mát này em bấm chưa ra là cái gì đâu. À, quen ông chị. Hello chị, long tham nô xí. Rồi, ở trong hãng Mỹ Mỹ. 你真是主人，您认错人了，我是韩美美。 Lộn người rồi, tôi là Hán Mỹ Mỹ. Bả đọc tiếng Trung luôn, tôi nghĩ tiếng Trung tôi quen luôn mấy ông. Để tôi dịch, tôi khỏi cần dịch tiếng Anh cho mấy ông, tôi đọc xí tiếng Trung luôn. Không, nhưng mà chị này giống mấy chị đóng trong mấy bộ phim ấy quá, phim của mấy club quá. Mỹ Mỹ à, Mỹ Mỹ à. 200 yuan一杯的咖啡，这200一杯的咖啡，喝咖啡，200泰。站住！好，妹妹，不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 ，
Mỡ hơi nhiều nha, mày nhìn hàng chơi thì ngon quá nhưng ở dưới còn cục mỡ luôn à. Chị hơi mập không? nha chị. Nói chung là đầy đặn, anh em nào gu đầy đặn thì được. Cái bên trái là bạc chế bón cho mình, còn cái ở giữa là bạc chế và gia nhập dàn harem của mình, còn cái bên phải là bạc chế đấm vai cho mình. Gia nhập dàn harem của mình nữa, chắc chắn là gia nhập dàn harem của mình nữa. Giờ mình đang chinh cơ mà bón làm gì. Mẹ mẹ à, nhiều nam bạn không? Ơi Mei Mei chỉ có chủ nhân, không có bạn trai. đó, chỉ có chủ nhân thôi chứ không À, có bạn gái. chỉ có 3 người bạn trai thôi. À, tôi có ba người Họ bạn thiên gái thiên rồi, nói là giờ 3 thêm thêm cô người. nữa. Tôi thấy Mei Mei trông thì cũng khá thân thuộc mà. Không, mấy Chẳng mấy ông chú ý nào nào mà thích kẹp xúc xích là mấy ông thích chị này. À, cười rồi. Chủ Cười. nhân phải kêu bằng chủ nhân, không được nổi nóng. Chủ nhân nói cười rồi. À, chủ nhân lại Nhiều người bạn giỡn trai, Mei Mei sợ bạn ăn không消 nhỉ. Đừng lo lắng. Chủ nhân thân thể Má mạnh giờ mẽ, này nhiều có ít người bạn người trai ngồi chẳng diễn hạn, được mấy chỗ đêm nào à. mấy miệng chửi không sao. Mày đừng đố xuống nhịn chửi. À, Ấy sao? ấy 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 Đúng không được không mà. được, ông chủ ổn không mẹ, ổn không vậy Xin là một không cái được差nha.评. Cẩn thận ông, tôi là cá sấu cô đấy. Đẹp à, nhìn cái trang điểm luôn. Anh làm Cô có thể gì拍照的吗？哎，店vậy?长。等。À.可以，我想想姿势啊。Ồ, chưa mở khóa được cái này Cái đấy là chủ bạch chế xoay váy luôn anh nè. Không, cái cuốn sách này ạ. anh thấy ở đâu rồi mà anh không nhớ. Trong cái phần 2 anh chơi anh thấy ở đâu rồi mà anh không nhớ. Được, anh thấy rồi, ở phần 2 có cuốn sách này ở chỗ nào á. Rồi cái này, hai cái này là gì? Còn cái bên phải là chủ chế đang nằm nằm ra, còn cái ở giữa là chủ chế đang quỳ gối. Chắc chắn là nằm ra rồi, chắc chắn là nằm. Thân thể phải hướng về phía sau Diễn giấy lên chị ơi. Chị ơi, diễn giấy lên chút. một chút. Dán lên một chút, đúng rồi, cho người ta nhìn thấy cái tắt chứ. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, dán lên chút xíu nữa chạy, dán lên chút xíu nữa. Tình cảm. Đúng Tập trung rồi, tình cái sách đó được trong cái đợt lỡ hung á. cảm. Tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn. Rồi, Tiêu đó, chuẩn. dán lên, hoài ơi, mày mút mút chụt chụt mấy em ơi. Nhưng mà cái dòng eo gì hơi mặt. Tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn. Ghiền liền. Đột bây giờ này tối tối chơi là tôi mới Tôi chuyển game mà. Bữa like chưa sớm quá. Nhiều đứa nó chưa đủ 18 tuổi like không có được. Giờ là cái này là gì đây? cái bên phải là cái bên phải đâu cái bên trái là bạc chế là tiền bối luôn, cái bên phải là lơ đi, tức là anh chị ấy vẫn tưởng là anh chưa nhận ra chị ấy là tiền bối. Không, chắc chắn là kêu là tiền bối luôn mẹ. Mẹ mẹ, Chị mới chơi vào nãy đúng không? Chị mới chơi vào nãy đúng mẹ không? mẹ, chủ nhân好想听你狡辩哦。À, ông nào主ở Sài人，Gòn tôi biết một美女quán上班时cà间phê hầu是gái不như thế能này,接电话的。nhưng mà hầu gái Sài Gòn không có mặc đồ mát mẻ nha, nó cũng giống这như是你的là吧，学姐。hầu gái别装ở了，hầu gái bình thường giống như正Nhật经Bản嘛，thôi,不mặc能。kín đáo chủ yếu là cho mấy ông电Weibo话？qua coi thôi. Hay có难các道？cosplayer hay请tập别trung ở đó走。lắm. Ở Sài Gòn. Ông nào muốn có địa给chỉ个thì ông好có评donate再tôi thì走，tôi gửi địa chỉ影响工资的。cho. cái bên phải đấy. Chị đang xin anh là đánh giá tốt cho chị ấy thì cái bên phải là hoặc tôi là chủ nhân một lần nữa. À, Còn chắc cái chắn bên là trái gọi là thêm lần nữa, gọi thêm也một lần不nữa.行，只是得再叫声主人。主人，Chủ nhân, chủ便nhân.宜点儿。主人，Chủ nhân, chủ nhân. 真诚一点儿，走心。别烦。哎，李粉。好，我给好评。这就来。OK. Đánh vô, đánh vô. Không, mà tại sao mấy Sao con chị trên lại đây thích toàn mình? là full sao mà chị này một sao biết rồi đó. À, đón chị về luôn. Nhiều Không, sản em thấy mặc bộ này vô nhìn đẹp phải không? Mặc Ai bộ đang này vô đang nhìn sang mà? phết. Đón nhỉ? Quay nào đây. Một hồi trời lạnh rồi. Nhìn À. xem, trời lạnh, trời lạnh. Ở Sài Gòn cũng có một Bà bái tao phi cái thôi, cà tôi phê xin này nghỉ. á, cái cà phê này mọi người Tôi từ xin từ này chỉ là ngồi lại một xíu nha. Mọi người biết cà phê này tại sao cái ống nó bự như gì không? Tú tại sao biết không? À, để hút trên châu ấy. Không không không, cái cà phê này là cà phê pha gói, nó dạng nó bán như vậy nè, nó bán có hai dạng, một dạng là muốn đem về nhà. Ở Việt Nam mình đang có một cái
gì ở Sài Gòn á, anh biết Hà Nội có chưa, nhưng mà Việt Nam có một dạng cà phê pha đem về nhà pha như thế này rồi. Cái ống nó bự y chà bá này nè, Em bóng đùi bằng con cái luôn mà không có chân trâu, không có gì hết á, chỉ cà phê thôi, hút có mấy hơi hết à. Rồi, Việt Nam mình đang đang phát Anh triển rồi. chung Đó, bữa anh coi giữa nhãn hiệu kìa, Việt Nam mình đang có nè, bữa anh mới coi một chị trong nhà anh đang, đang dùng cái lò này. Cái ống nó bự lắm. Rồi, đợi lại, lên trên. Phong xin mà, xuế dễ sư xuế dễ, mẹ mẹ sư mẹ mẹ, mẹ mẹ nó mà khỏi, thì mẹ khẩn thân ba đạo đời xuế dễ sư thống y gần. Nhi, nhi khở bế yếu chứ anh chú phong qua nhỉ, y mà quý y mà. Chị ấy đang nhờ anh ấy giữ bí mật anh ạ. Ờ, việc. Để làm một quán cà phê đấy. Mà em để ý, bữa giờ nếu mà Tú mà đam mê gái, em biết Tú chỗ này nè, Tú dạo này biết Tú biết trend gì trên cái khuôn mặt của bà chị này không? Gì đây? Mày đi cua tóc tím mà mày đâu biết trend gì đâu, cái trend mà để tóc một này là đang Hàn Quốc rồi đang hot, trend Việt Nam mà đang hot cái trend này nè. Trời má biểu sao gà vậy? Đi cua tóc tím nghĩ sao mà dễ rồi. Cái này đây là trên nha, cái dính một bên này để cái tóc dính qua bên tai, là lỗ cái tai cho một bên dính qua đó, đây là trên đó. Ok lộ à hả? Lộ anh ạ. Sao lộ vậy? Lộ có cái bà đồng nghiệp ấy làm lộ. À, xong tôi nhanh động này để đi qua giải thích nha. Main water. Vô gặp chị đó rồi. Nghỉ rồi à? Cái này chị có nghỉ rồi à? Ôi chị nghỉ rồi à? Rồi nhưng mà này chắc đi kiếm để tôi tới đồ chị đi. Mình nói nhiều quá. Nói nhiều dữ trời. Tức là chị ấy chỉ đang kể về gia cảnh của chị hỗ trợ chị hỗ mày trợ biết mà trong phim Nhật khó mà khó khăn rồi cũng là cũng khó khăn đi làm mà này lấy trong cốt truyện bên Nhật mà không có vật phẩm ẩn đâu. Mấy cái trang kia là ai ai ấy à, gì bây giờ ý tưởng xấu tôi thấy chữ bad ID cho chắc chắn là bad ID rồi đó. Bây giờ anh đang nghĩ cách để đối chi này khỏi cái tin đồn đấy, thì anh đang nghĩ là anh đang có cái mặc đồ hầu gái để thu hút sự chú ý không, thì cái bên trái là đồng ý, còn cái bên phải là không đồng ý. Cái bên trái là anh sẽ mặc đồ hầu gái không, anh nghĩ anh mặc đồ hầu gái không sao đâu, trong cốt truyện này không ảnh hưởng tới mấy chị kia, anh bảo đảm là vậy. Đúng rồi. Hoài. Mình mới gan lăng một chút xíu là anh cũng đang thích mặt, nếu anh ngồi đợi anh cũng thích mặt nữa em. Rồi, không game này không phải game hen đâu, game hen nó khác, game hen là chơi chơi kia chơi, sao chơi trên đây được for sale rồi biết bảo vệ đẹp luôn, ai cũng tôi biết mà, bác bảo vệ bác thích đúng không, con cũng thích, nó nói gì bác. Con mà còn thích đó nói gì bác. À, hiệu trưởng lại bị hiệu trưởng đơn. À, hiệu trưởng xin địa chỉ đó. Bảo đảm đổ hiệu trưởng thế này, coi hiệu trưởng lật mặt nè, tôi nói với cậu biết. Ông ấy bắt mình chép phạt. Xin địa chỉ. Outfit rồi. Mùa đôi ừ tớ dối về, ai cũng có một đam mê thầm kín. Không, bộ này mặc dễ lắm, bộ này là chồng vô cái kiểu party, chồng vô cái là được rồi mấy anh em nào muốn mặc liên hệ chỗ mua, nhắn tin tôi chỉ chỗ mua cho.
À, bây giờ em giúp chị rồi đó. Uầy, mẹ. Cặp này mà kẹp vô tôi với nhót. Chị bắt được bà đồng nghiệp ăn trộm tiền ở trong quán. Không phải bà ấy làm lộ là chị ấy đang làm ở quán cà phê. Không phải. Nhưng khi xảy ra 我其实挺高兴的，因为我没有想到你会为我做这么多。 Em biết mà, em giúp chị mà, em biết. Mà chị cho là cái gì không? Chị cho sơ muối hay thứ gì đó này chứ. 谁叫你是我学姐吗？你只把我当学姐吗？ Không sao, không sao. Bình thường chị ơi, chị đi làm hoài, đi làm hàng ngày. 你站起来一下。 What are you doing là bạn định làm cái gì ạ? Cái gì ạ? Chị bảo là mình cúi xuống cái nào ấy. Xong đầu cái bên phải là mình hỏi chị là để làm gì. Còn cái bên trái là mình quỳ gối xuống. À, quỳ luôn, quỳ luôn. Nói là quỳ luôn, quỳ là bú á. Quỳ là bảo đảm bú luôn á. Quỳ là bú á. Quỳ là bú sẵn luôn á. Trời ơi, có khe chích ơi, có khe. Quỳ xuống, đúng rồi. Anh Hà ơi, vào xeo đi. Ủa, anh Hà là chứ. Thì like đó, anh ưu tiên cho mấy anh em trong Discord coi trực tiếp của anh ấy, anh còn like trên đây. Ít người em ơi, ít người mình mới thể hiện cái bản chất của người mình ra được. Mẹ. Ở đó, mút. Thôi, hung không kính. Rồi. Rồi, thôi chết mẹ. Mẹ là đến mút, chiếm chút nữa là mút rồi. Chiếm chút nữa là mút được rồi. Trời ơi. Phun cay luôn không? Ờ, được nửa cay rồi. À, không. Anh vẫn phải xin lên đây mấy em ơi. Đây là cô giáo nè. Đây là ông bé chạy xe mô tô nè. Đây là học trưởng nè, Nico nè, Alin nè. Này, này đang cao. Mình phải phá đảo em này, Selena mới được. Mày. À đây. Lê à, anh tổng lo. À mình bỏ lỗi quá. Ủa mà, anh nhớ là trong cốt truyện này con học trưởng ở chung với lại con Selena đúng không? Hình như vậy thôi. Đúng rồi. Thì lúc mà bị bắt á, lúc mà mình đang xém đơm Selena. Tự nhiên đưa cái chảo cho con chị má. Tự nhiên đưa cái chảo cho con chị vậy, đổ. Bóp. Bóp. Gì vậy? Em lên đây xin lỗi mà chích ngay anh ơi. Mới xin lỗi mà chích. Sao vậy? Ủa mà sao con này nó không ví dụ thằng này là con này ra con này thân với học trưởng à? Ồ mà vô lý hả? Ở ký túc xá làm gì cho nó ăn mà lại có chảo ta? À phòng riêng, quên mấy đứa này là dạng phòng riêng. Mấy đứa này là dạng phòng riêng. Con kia mới là ở vậy. Ủa sao lại có ai cái bộ đồ này để ở nhà? Rồi rồi xong rồi. Cái bên trái là vứt nó đi, còn cái bên phải là giữ lại. Trời ơi, cái câu này cũng hỏi nữa. Chắc là giữ lại rồi. Cái bộ này bảo đảm sẽ cho Selena mà. Không, đồ đấy ơi. Đồ đấy ơi, phải là ngược lại. Cái phải là vứt đi rồi. Ôi đủ. Cái này vứt đi rồi. Tôi lại được không? Tôi lại được không? Sao mày không có chứ? Tôi đây, tôi nhầm vậy. Cái thằng này chỗ nào vậy? Đâu đâu, chỗ nào vậy? Đây đúng không? Đúng. Cái thằng Tú đi chuyện chết chứ. Em gặp lỗi. Đây đúng không? Giữ lại đúng không? Rồi, phải giữ lại chứ. Ờ, tắt lưới mà, không giữ lại người. Mấy con kia không không dùng thì mình dùng, trời ơi. Để gọn là anh trai ơi. Mẹ. Ảo ảo. Rồi, một đồ, bộ đồ mới. Ok luôn. Ê, lại 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 lại. Nào đi rồi, ngồi dưới mình tới đi rồi.
Ủa sao Nico hôm nay làm tóc đẹp dữ vậy? Hôm trước đó là tóc bím nhìn xấu lắm. Giờ xóa tóc này nhìn đẹp ghê luôn. Đang học, đang học. Tỏ vẻ mình chăm chỉ. Tỏ vẻ là mình chăm chỉ nè. Mẹ bảo là bọn tôi có làm phiền cậu học bài không? Thì bên trái là có, còn bên phải là không. Chắc chắn là không rồi. Thế thì sao Selena này một phơm ha, không làm thêm bộ mới ta. Ôi cái rốn đẹp ghê luôn. Nhưng mà cái đùi hơi xấu. Cái đùi này nếu anh là người làm bộ game này thì anh sẽ làm kem nền trắng lên cho cái đùi của Selena lên thì hoàn hảo. Đúng không? Nhưng mà phụ nữ mà không ai hoàn hảo nè. Không mà cái này 80 anh thấy vô lý nha. Mẹ của Selena mà bữa kêu 80, bữa đập 80 là thấy hơi bị vô lý á. Đúng vậy. Chị hội trưởng với 80 là linh tinh. Ừ, say nó linh tinh đi chứ còn chị hội trưởng với 80 chứ. Cỡ con kia mà sao 80 được. Hôm nay một ngày đẹp. Giờ mình chỉ tập trung vô mình target vào Selena thôi. Đi hát karaoke. Chị tóc tím thì bảo đi hát karaoke, còn chị ở giữa thì là bảo là chơi mặt trượt, còn chị bên phải là bảo chuyện ma. À, vậy là chọn chị ở giữa thôi, tại vì mình đang ghét chị ở giữa mà. Rồi, mới là buồn không sao. Em có em tốt chơi rồi, anh chơi em này. Chắc Hà chơi Nico được nè, Hà giúp nữa vô chạy Nico được nè. Ok. Ok. Rồi, má Nico đúng gu Hà luôn. Không, gu em, gu em, em Nga ơi, gu em là em Nga. Không, mà chơi với em Nga này, em Nga này nó trẻ, đẹp từ 16 đến 24 thôi em ơi. Sau 24 nó mau già lắm. Không, em chưa biết hết nhân vật trong đây đúng không? Rồi, thêm đây, chị này chơi. Ý rất là có đủ 5 người mà. Đủ 5 người luôn. Nhiễm phản. Ủa, thiếu chị y tá nữa, đổn. Chỉ có chị y tá thôi nhỉ. Ý phủ. Lin Phan, phải go in. Chị này mặc, nói chung là chị này giống một bạn thân anh vải. Mặc bộ đồ nào, mặc cái kiểu này nhìn sang hết. Chỉ có điều là bạn anh là cái hàng nó hơi nhỏ thôi. Còn cái mặt y chang. Ôi, có cái thắt cổ à. Không, ai cái phong cách này ai cũng vậy á. Cái phong cách mà tomboy mô tô này ai cũng vậy á. Rồi xong. Tứ gì anh đài gặp nhau, ngủ chủ. Ngủ chủ như mưa gần núi lần anh ạ. Ôi, mà chị này nhìn đẹp hết, chị này nhìn giống an tay hết. Nhìn mặt kia khó chịu vậy. Màu. Không, cái nét nó vậy mà, cái nét nó vậy mà. Đúng rồi, con này đang nhận là thằng lính phản này là boyfriend mà. Cùng anh lính phản đêm hôm qua mới cứu em này. Hai em này điên thân với anh lính phản lắm, biểu cảm là đúng rồi đó. Nó phải diễn biểu cảm là đúng rồi đó. Không, đúng rồi đó, diễn viên nó diễn biểu cảm đúng rồi đó. Đặc biệt là chị này đó, chị này điên khó chịu đó. Đó, thấy chưa đó không? Đọc kịch bản rồi. Guys,
Anh thấy Nico trong cái game này giống như là vai trò là người quản trò kết nối giữa linh thạng tất cả mọi người vậy. Đúng anh ơi. Đúng Nico là cái con người Nga anh. Ờ Nico đúng là người Nga. Đó. Chú đang kể chuyện ma xem được. Mình có thể skip qua đoạn này được không? Chắc phải kể hơi bị xàm á. Ông anh ơi, về đoạn này nó mới hấp dẫn này. Hấp dẫn anh ơi. Lâu như là cái trò bên Trung Quốc, ơi bờ chỗ Nhật Bản chứ. Không, Nhật Bản. Trung Quốc chứ. Trung Quốc. Nhật Bản là cái trò gọi hồn nó khác. Uầy. Gì? Tu tiên hả? Không, xấu nha, chê. Chê nha, Nico mặt, bị ông mặt dễ hơi đấy. Còn anh ơi, mình phải kiên nhẫn. Đâu, đây nè, chờ xem. Đây rồi. Tưởng tượng tiếp. Yêu quái. Tiên niệm. Linh. Đây chị này mới ngon nè. Trời má, chị này mà đóng vai tiểu tiên nữ thì bao ngon luôn. Cái cửa hàng của chị này mà mặc mấy cái bộ tiên nữ thì nhức nách. Đắm tiền á. Đúng rồi. À, đắm sau lưng. Chị chơi gì kỳ gì. Trời má, mặc bộ đồ chán ra luôn á. Vì mà thằng Tú nó cũng ngon lắm, ngon khỉ ngon. Dạ anh ơi, chưa đến rồi anh ơi. Anh quên đến. Tôi thất vọng thiệt á Tú à, thiệt á. Má, thất vọng thiệt quá luôn. Không, tôi thấy bốn con này bình thường thôi, nhưng tôi chờ khúc cuối rồi. Nó ngon đến đâu. Mặt chứ. Cổng đây vậy, cái gì thì đấy còn nhìn đứa khác. À, đây là chị cuối cùng. Đây anh kỳ vọng chị này đó. Mày lại mày bốc phốt thì hàn đây dậu nhức nít đó. Ủi sao mọc đuôi hết chị. Yêu quái mày thôi yêu quái thôi. Gì vậy? Sao lại cầm cục gạch? Nó cầm cục gạch làm gì vậy? Càng nghi quá. Ủa? Sao nó có ba cái luôn nghi Tú? Tức là không, anh cầm cục gạch lên thì anh chọn ai thì là anh sẽ giết chị đấy. Ai chọn ai là giết người đó à? Ừ. Tôi nghĩ là anh sẽ giết Nico. Phải. Là chỗ ai là giết người đó đúng không? Cứ xấu triệt tiêu. Anh giết Nico. Xấu triệt tiêu luôn. Mới sao mà. Đúng, gật đầu, đúng không? Mấy người chỉ gật đầu đúng không? Tội Nico vậy. Một câu chuyện buồn, bad story. Mẹ, không chọn ai được của anh em ơi, chỉ có chọn Nico thôi. Nico trong cái game này là người dẫn chuyện với anh em à. Thấy xài không? Thấy xài không Tú? Tú? Thấy không? Đóng mở luôn Tú. Không. Ngay từ chung tập đầu vô mình tập trung vô Selena mà mấy anh em. Anh em là thích gu tay thì mấy anh em chọn gu tay, tôi tập trung tôi tay biết. Ừ, cúc chị muốn sao? Giờ sao nữa? Nó kêu gì nữa vậy? Nó hỏi là vì sao câu chuyện này lại chán thế? Thì anh chọn cái nào thì anh sẽ đổ lỗi cho người đấy. Còn cái cuốn sách này là gì? Cái cuối cùng là lặng đi đây, là đánh chúng nào? Tôi tốt nhất là mẹ đánh trong lãng đi, bây giờ mình chọn mọi người kêu mình tổn thương Nico đúng không? Đánh trong lãng, chắc chắn là đánh trong lãng.
面什么稀奇古怪的故事都有，我保证让你们每个人都有。好吧，bây giờ chọn ai mấy anh em chứ, bây giờ chọn ai, mẹ Selena cũng tốt mà ai cũng tốt á, giờ Nico là người dẫn chuyện, Nico mình coi là bạn mà, tôi coi Nico như là bạn thôi, kể cả cha húp của tôi cũng không nha, tôi coi Nico là bạn đó mấy anh em ơi. Nhìn phản không bao nhiêu chỗ nào một bên là cái bên phải, ra cái bên phải là bạn, là bạn đó là vấn đề của mày à, cái bên trái là hỏi người em nó là ai. Tôi đơm mày luôn, mày tưởng mày cái gì, trong giang hồ á, mày tưởng mày bấm phen rồi mày cả cả chân mày ngon không mày, đơm mày luôn bây giờ. 希望你的头，对啊，英雄，对啊，包不住，包不住，肖肖未婚夫，我还要生啊！你谁？来来来，谁是你未婚妻啦？我可没答应，林凡，你别理他。关蒙汉雷啊，肖肖家是我叔叔家，他的男人就不能是废。时间你跳，vậy muốn đơm mà muốn đơm mà các bạn là đó là cách đầu anh thì nó cho anh chọn thời gian, thì cái bên phải là trong vòng một tháng, còn cái bên trái là từ chối bước luôn, anh đâu ngại đâu, đâu đơm luôn rồi ơi. Hảo ờ tao lại ngán mày quá cơ, tao lại ngán mày quá cơ. Một lời ước định anh trai, một lời ước định, một lời ước định đi liền. Không đấm năm viên, cái đầm đẹp ghê ta. 我两家是世交，我爸很喜欢她。啊，红屋，林红啊，还有林红啊。我呢？林红呀。只是为了吗？不然呢？难道是要逼我承认是因为你漂亮吗？我今天不想回家，那住你这儿可以吗？ Nó đang bảo là nó muốn ngủ lại căn ở nhà anh, thì cái bên phải là đuổi đi, còn cái bên trái là đồng ý. Chắc chắn là đồng ý rồi. Nhưng mà đồng ý làm gì dễ gì, cũng bị sự cố lôi về à, đúng không? Giống như ngày hôm qua thôi, ngày hôm qua mình cua em Selena, mình cũng cho em ngủ ở nhà thôi, cuối cùng đâu được. Không, anh là anh mê chiếc mô tô em ơi, em phải đầu tư cho tương lai. Sống gió phủ đời cha là tương lai, là nhờ nhà vợ em, hiểu không? Bà này mới có chiếc mô tô bự lắm, cái góc của thụ nhà người ta bự, mình là quan trọng, là khi mà mình yêu phụ nữ mình phải ôm cái góc nữa, mình yêu cả cái góc nữa. Không, cho mày em đi về. Má thằng này nó ngu vậy. Gì nữa vậy? Anh mình đã chơi tổ chức một buổi hòa nhạc anh ạ. Thì có chị idol này. Lĩnh vậy. Anh có tím. Chắc chắn là Selena rồi, chắc chắn là Selena. Cái này phải có thêm mấy khúc em kia bị hờn nữa ta, mình chọn em Selena thì em kia bị hờn dữ lắm. Anh mà lấy Selena về bảo đảm cái điều anh làm đầu tiên là cho Selena đi tẩy lông chân, tắm trắng cái đôi chân lại. Nói lẹ đi mà nổi.
Dẻo vậy. Là nó có câu chuyện gì đâu? Thì bảo là chị ấy bị chọn đi đi thực tập ở một nơi khác, nên chị ấy sẽ vắng mặt trong vòng 2 tuần. Thì cái bên phải là bảo là nhìn thích nhớ chị ấy. Cái bên trái là bảo thế có cần giúp đỡ không? Không, chắc chắn là mình rất nhớ chị ấy. Phải đảm bảo đảm phải nhớ rồi, trời ơi giúp mẹ gì. Phụ nữ người ta yêu bằng tay mà. Chết mẹ, sao đéo nhảy tim Tú. Đây, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đây rồi, đéo nhảy tim. Ôi, xong luôn, có sợi dây chuyền luôn. Ôi. Ôi, ôi, nhảy tim luôn. Nhảy tim luôn, nhảy tim luôn. Đúng rồi, đúng rồi. Hùng, hùng cái. Ôi, ô nó đẻ. Rồi, chúng ta đã xong câu hùng rồi mấy ông ơi. Vậy bây giờ mình chỉ cần chờ hốt ỉm lên thôi. Chờ múc ỉm thôi. Gì vậy? Leo. Khóc. Bị gì vậy? Chết mẹ chứ. Rồi bóp đuôi, bóp đuôi, bóp đuôi, bóp đuôi. Ờ, méo, méo. À, đưa đuôi đây, tôi bóp cho, đưa đuôi đây. À, đang tập biểu diễn văn nghệ à. Ừ. 我找他去。哎，别别别！去求求你了。哎。其实，其实我们社长都是练习生，我的艺名叫令，学校下周就要进行。Là sao vậy Tú? Em nói gì Tú? Tức là chị này với cả chị hội trưởng của cái câu lạc bộ nhảy đấy, đã ghét nhau. Thì chị hội trưởng chịu câu lạc bộ nhảy đấy không cho xe vào tập. Ừ. Thì sẽ bài tập ở nhà. Sống sao mà để người ta ghét vậy? À, hình như mình có cái này nè. Có. Ờ, biểu sao cu tóc tím dễ đúng rồi, mới vô nó cho cái này mà. Rồi, bóp chân tiếp, bóp chân, đưa chân đây. Đưa chân này, chữa chân cho, thợ sửa chân. Đại mấy anh em ơi, hai tay lên bàn, ok, giờ chơi tư thế giơ hai tay rồi. Một tay mới cầm chuột cho mấy em nổi. Kiếp rồi, nha, yeah, đó lên. Bây giờ anh ấy sẽ giúp chị ấy vào được phòng tập đấy. Tại sao mình không tập trung vô Selena ta? Mẹ cứ tập trung vô mấy mông lung quá ta. Anh này anh làm được nhiều chuyện quá ta. Không sao nhớ, chị ấy đi thực tập rồi. Rồi. Wow. Có cu luôn, chị nào idol trong đây không? Không nha. Ủa? Sao con này nhìn quen quá vậy? Đúng đây nhé. Chính là con nó cũng chỉ là mấy chị ấy mà. À. Đùa, idol luôn à. Trời ơi, trời ơi. Rồi khúc cuối hô Blackpink lên nữa thì hấp dẫn luôn. Khúc cuối cô hô Blackpink nè. Cái xưởng game đầu tư hết.
khán giả thì được. À, la lên đúng bên không? Trái là đúng không? Còn cái ở giữa là ủ xong im lặng, mà cái phải là không làm gì cả. La lên chứ, ủng hộ. Không, bản quyền với anh em. Nó làm cái game nó biết người ta chơi ấy rồi thì người ta không có ấy. Ngoài đời chắc Tú cũng vậy á. Không sao bị gì nữa vậy? Kẹt cửa à? Bị bắt nạt đó nha. Thì chị ghét đấy. Sao? Mày bắt nạt em tao. Mày bắt nạt em tao thì được, nhưng mày bắt nạt bạn gái tao mày chết. Đốm nó, đốm tao. Đốm. Má nhìn mặt mày ghét kìa ta. Chạy. Đã dưới trời. Trời ơi, má sao bây giờ xinh như vậy? Bên phải là nắm tay chị tiếp, bên trái là bỏ ra. Chắc chắn là nắm tiếp rồi. Ủa sao nắm vô đường tố? À điều à. Ôi, má sao bây giờ nhìn xinh quá vậy? Cốt chuyện đầu trang điểm nhìn bình thường mà sao bây giờ đẹp quá vậy? Trời ơi, mút. Trời ơi. Không anh em. Rồi xong bị chụp ảnh nữa rồi. Rồi hiểu luôn, xong chắc bị chụp ảnh đăng lên mạng nữa rồi. Rồi đó. Thế là anh. Là anh bị đồn là anh là người yêu của chị anh rồi. Trời ơi, chết mẹ rồi, bị ghen rồi. Gì? Con này con bắt nạt đúng không? Tao đơm, tao lấy cuốn sách tao để lên đầu mày bây giờ, chứ mày nhìn tao. Không đáng nha. Mẹ nó. Cái thằng này nó hiền vãi cứt luôn, gặp tao là cuốn sách tao đơm lên trên đầu nó rồi. Mẹ nè. Rồi ngủ. Mơ, lại mơ. Ổn bản. Nico, on right. Ổn. Trời ơi, má đúng nhóm bốn con vịt. Đúng nhóm bốn con vịt trời. Trời ơi, tự nhiên Selena gửi cái hình lên giải đủ. Trời ơi, chị ơi. Còn tiếng Anh, đúng rồi, game Trung Quốc mà còn tiếng Anh là hay lắm rồi, cái gì đây? Một bên là hút thuốc à? Không biết, cái bên trái là nhờ cái ông bạn của thằng này giúp. Cái phải là nhờ chị hỗ trợ giúp. Nhờ thằng bạn, đúng nhờ hỗ trợ làm đéo gì. Cứ nhờ mấy bạn thân. Nhờ chị hội trưởng xong rồi, chị hội trưởng khó chịu nữa. Thôi mấy anh em chơi tiếng Việt đi. À, chưa có tiếng Việt mấy anh em à. Má nhìn bạn thân này anh thấy không uy tín đâu Tú. Không uy tín đây. Đơm nó. Nhìn mặt con này khó chịu quá nha. Mày láo, bạn tao hơi bị kỹ á. Mày láo.
Mày láo, mày làm gì? Tao ghi âm hết rồi. Mày khó chịu, mày khó chịu. Ờ, lỗi tôi sai. Tôi sẽ đừng giật bạn ơi, bạn bạn bình tĩnh bạn. Đừng. Ok chưa? Tự nhiên làm gì vậy? Tự nhiên làm gì? Để tao đơm hết chưa? Tôi sai. Chưa. Mẹ, đúng cùng hổ danh là bạn thân. Đúng, hay, chỉ mấy con này hay quá anh bạn. Hay lắm brother. Hay lắm anh trai. Không mấy anh em ơi, ít người coi mình hấp dẫn mấy anh em ơi, nhiều người coi quá đông hay. Chị kêu công khai xin lỗi chị ạ, tóc tím rồi. À, chị tóc tím qua rồi, chắc luôn, chắc chắn là chị tóc tím rồi. Hoài. Đúng rồi. Mình phải coi lén lén mặt mời nó mới hay mấy anh em. Ôi má giờ nhìn mặt em dễ thương ghê luôn ta. Chết mẹ, lay động rồi mấy anh em ơi. Lay động rồi. Rồi biết mà. Cái này là trang điểm hay sao vậy? Mới đi bút điểm nha. Chị ấy bảo là chị sẽ bỏ học để sang Hàn. Làm ai luôn. Giờ có giờ khuyên không? Anh cho kêu qua Hàn luôn. Có nhé. À, cho em đi luôn. Để em đi qua Hàn Quốc với em Tú luôn. Chắc chắn. Bên trái là bảo em đi, bên phải ở lại. Mà anh bị phá mất ở lại rồi. Sự di chuyển này kiếm ở đâu ra? Kiếm 2.1 chạy bộ. À, chị bộ. À, nãy mình đi dưới con kia, đi chọn một, đi một trong hai con này mình được sự di chuyển đúng không? Rồi, đi đi em. Vì tương lai đi em. Đi đi em, vì tương lai, đi đi. Đi qua bên đó đi, nhiều anh ngon hơn. Ở Việt Nam Tú nghèo lắm. Tiền còn nếu có nạp qua bên men. Đi đi em. Đi đi, không cản, không cản. Đi, không nhìn đâu. Đi đi. Đi đi em. Đi đi. Đi đi. Trời ơi. Rồi, em đóng cửa rạp quay đi luôn. Ôi, còn một chương nữa là hết rồi hả? Còn hai chương. Rồi, hai chương nữa để mai chơi mấy anh em ơi. Hai chương nữa để mai chơi mấy anh em. Hôm nay tới đây thôi. Hoài. Hôm nay tới đây thôi mấy anh em ơi. Ủa mà sao nãy giờ còn hai chương nữa là hai chương cuối rồi của cô y tá hả? Đúng vậy. Trời ơi. Rồi ok. Mai anh em ơi, mai chúng ta chơi tiếp để phá đảo anh em ơi. Chào mấy anh em nha. Ngưng ở đây thôi. Hẹn gặp mấy anh em ngày mai. Mình cứ ít ít người thôi. Mình cứ ít ít người thôi để mình chơi cho nó dễ mấy anh em. Mình mới bóc lộ được con người mình được, phải không? Mình đông người quá mình không có chơi chuẩn được, mình phải là một người bắt vô chính hiệu. Chào mọi người. Chào mọi người.